Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt em của mình. Thì như các bạn biết là lúc trước mình có giới thiệu cho các bạn cái app AVV này ha. Đây. Thì kia các bạn biết rằng cái app này á, nó tính chất nó đào y chang như là cái app Core đó các bạn, tức là Satoshi á. Nó cũng có tặng Bitcoin ha, và nó cũng chạy theo lốc ha, mỗi lốc là 1 giờ hay sao đấy, và cứ đến 25 lốc thì nó ngừng, nó không đào được nữa các bạn. Cho nên các bạn phải bấm vào cái nút nhận nếu như thấy nó màu xanh ha, màu xanh lá cây đó các bạn. Thấy màu xanh lá cây thì các bạn bấm vào cái đó giúp mình ha, để cho nó đào. Rồi, và khi các bạn bấm vô cái nút màu xanh thì các bạn sẽ thấy cái phần mà VV coin này nó sẽ hiện ở đây. Thì hiện bây giờ mình đã đào được là 915 con VV rồi ha. Và nó cũng có hai cấp độ là thưởng các bạn. Ha, đây là team nè, team tức là các người rep các bạn giới thiệu á. Thì những người tạm ngưng là những người không có chịu bấm ra, bật cái phần nút màu xanh xanh lá cây như thế này nè. Ha, là nó tạm ngưng, còn những người mà từ đầu á đăng ký vào không biết bấm vô nào để yên nó luôn. Đó, thì đó là những người thế này thì rất là uổng các bạn, bởi vì cái app này á nó mới ra mà nó tặng BTC Bitcoin đó các bạn, biết đâu sau này nó có thể ngon hơn Core thì sao, đâu có biết được. Và nó có hai cấp độ là level 1 và level 2 ha. Rồi, rất là ngon lành các bạn, cho nên là các bạn phải phải tranh thủ nha. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận thì các bạn có mã giới thiệu, có mã giới thiệu và đường link rồi, các bạn làm theo là được rồi. Và đây là cái nút mà nhắc nhở các hành vi của bạn nếu mà quên bật ha, 12 giờ nhắc một lần. Đó. Nó hay hơn cái chỗ Core một chỗ là nó có cái này. Và ngày hôm qua mình hôm trước các bạn mình đã làm video khảo sát là nó có nên phát triển cái app trên iOS hay không. Thì mình cũng đã khuyên các bạn là nên vào vào vote cho nó phát triển trên iOS nha. Và nó cũng có tặng cái mã đa ma thuật, cái giống như là cái băm các bạn ha, và cái hộp quà đó. Vậy thì hôm nay mình làm video này làm gì các bạn? Đầu tiên á, mình nói cho các bạn biết nè, thứ nhất là đá ma thuật nó có ở đây và cái hộp quà ở đây nó có ở đây. Tuy nhiên á, khi mà mình chơi vào các nhóm Telegram chính thức của nó đó, thì cái việc mà chúng ta gửi cái đá ma thuật và cái mã đá ma thuật và cái hộp quà các bạn, nó khó được lắm, nó khó được. Có nghĩa là nó không có, người ta không có sử dụng cái mã của mình cho nên là khó quá. Chính vì vậy cho nên là thôi thì ao nhà thì chơi ao nhà thôi các bạn. Có nghĩa là mình lập ra một cái cộng đồng ha, tức là một cái nhóm AVVVN. Đây. AVVVN chính là cái nhóm mình sẽ lập ha, đường link đây. Đường link này mình sẽ để trong mô tả video hoặc bình luận tiên nha, để các bạn có thể dễ dàng sử dụng ha. Kích vào, các bạn cho vào cái nhóm này. Nếu như các bạn chưa đào AVV hoặc là các bạn đã đang đào rồi và các bạn muốn trao đổi về cái đá mã đá hoa đá ma thuật và cái mã quà tặng này, thì các bạn có thể cho vào đây, các bạn đăng lên đây ha. Đó, thì ở đây mọi người đang rất là nhiều, đang rất là nhiều, cho nên là mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trên cái AVV này, trên cái nhóm AVV này, cũng như là những cái rep ha, và những người đang đào cái này vào đây để nhắc nhở các bạn đào nè, rồi nhắc nhở các bạn những cái gì cần thiết nè, những thông tin mới nhất cập nhật nè, thì mình sẽ post trên cái nhóm này hết để cho các bạn kịp thời theo dõi ha. Và đặc biệt nhất là chúng ta sẽ trao đổi cái phần mã này. Đó, cái mã này nè. Đó, trao đổi làm gì các bạn? Nó tăng cái sức mạnh linh hồn lên thì các bạn sẽ đào nhanh hơn ha. Ví dụ ở đây nè. Ở đây sức mạnh của đội này, sức mạnh cá nhân nè. Hai cái này nó tăng lên thì cái số co của mỗi giờ nó đào rất nhiều các bạn. Xin lỗi, số VV tức là AVV mỗi giờ đào rất nhiều. Ví dụ hiện bây giờ mình đang đào với tốc độ là 3 cái con VV trên giờ nha. Đó, thì các bạn thích không? Nếu mà các bạn chơi solo á, các bạn chỉ cần tích cực, các bạn đăng cái này lên. À, cái cách lấy thì nó sẽ có cái mã đây nè. À, ví dụ như mà hộp quà tặng đi thì mình sẽ có cái mã cho này, các bạn copy cái này các bạn gửi cho người ta ha. Gửi vô cái nhóm đó. Đó thì mọi người sẽ thấy và sử dụng ha, như mình gửi ở đây nè. Đó, thì mọi người sẽ thấy và sử dụng.
Nếu nó càng nhiều người các bạn thì sẽ khả năng trao đổi của mình càng cao các bạn. Với lại đó là mình chơi ao nhà cho dễ các bạn, còn nhóm của họ vô không có trao đổi được. Mình đã thử biết nhiêu lần rồi mình mới lập cái nhóm này á ha, cho nên là các bạn nào mà đang đào AVV các bạn hãy cho vào cái nhóm này nha. Cho nhanh vào các bạn, cho nhiều vào ha. Cho vào mà với lại không có được quảng cáo cái khác các bạn nha. Các bạn quảng cáo cái khác mình xóa đáng chịu đấy. Mà nếu mà nhắc nhiều lần mà không được thì mình ba ba mình đẩy luôn á, tại vì nó rất là mệt các bạn. Nhóm này nhóm AVV Việt Nam ha. AVV Việt Nam. Sau khi cái nhóm này chừng nào cái nhóm này nó hết nổi rồi tính tiếp, còn bây giờ nó đang nóng mà đang ngon. Cho nên là chúng ta cần phải tuân thủ như vậy để cho cái nhóm này nó sạch, để cho làm việc nó dễ các bạn, để phát triển cái cộng đồng của cái app này ha. Rồi. Đó là thông tin thứ nhất ha. Như vậy là mình đã lập một cái nhóm để trao đổi cái AVV riêng ha. Chừng nào mình lập trên Facebook nữa thì tính sau, còn trước mắt thì cái này trước đã. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết là cái app AVV này nó có app giả trên Xe Play nha. Thì bây giờ App Store nó chưa có. Nếu có trên Xe Play thì các bạn gõ gõ chữ AVV giúp mình nè. Thì các bạn dễ bị lừa lắm nha. Thì các bạn để ý đây, đây là chữ V ha. Đây là chữ V thôi là đúng. Còn các bạn kéo xuống dưới nè, các bạn sẽ thấy một cái app nữa cũng AVV luôn các bạn. Đâu rồi? Nó đâu mất tiêu rồi, nó bị gỡ hay sao ấy. Cũng AVV luôn các bạn nhưng mà nó giả. Đây 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 đây. 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 Đây cũng là AVV Mining Crypto Advice nha. À, lít vô nó không biết là như thế nào nhưng mà nó các bạn xem nè. Các bạn xem nè, nó lấy y chang những cái hình này luôn. À, nó lấy những y chang những cái hình này luôn. Cho nên là không biết như thế nào các bạn nha. Mà ui 5 sao luôn hả? Good. Chết, một có người đào luôn nè. Ờ, có một người à. Có một người nhận xét, là 144 người nhận xét mà xem các bạn đánh giá nè. Ở đây có một người đánh giá thôi mà nó là 5.0 luôn các bạn. Nhưng mà mình biết là cái app này không phải. Đây là nó lấy y chang của cái app AVV luôn nè, các bạn thấy không? Thấy ghê chưa? Đó, lấy mã sức sức mạnh linh hồn của tùm lum nè. Đây là cái app giả nha. Bởi vì sao các bạn biết app là app giả? Nó có nguyên cái logo luôn, chữ AVV nha, là không phải nha. Bởi vì sao? Nó có chứa quảng cáo nè. Thấy chữ chứa quảng cáo không? Trong khi đó cái app AVV kia nó không có chứa quảng cáo các bạn nhé. Các bạn sợ AVV Network nó sẽ ra. Còn cái AVV này nó không có chứa quảng cáo các bạn nha. Nó là cái tên của nó là AVV World luôn nè. Đó, cho nên là các bạn phải đi vào cái Twitter của nó. Đây, các bạn đi vào cái app chính của nó nè. Các bạn đi vào Twitter, các bạn sẽ thấy nó ra cái app kia. Rồi mình quay lại AirDrop nè. Mình bấm vào chữ Twitter của nó nè. Để nó ra cái Twitter chính thống nha. Rồi, các bạn sẽ thấy cái đường link nè. avv.work ha. Kích vào đây một cái. Các bạn sẽ đi đến một cái gọi là cái trang web chính thức của nó ha. Và các bạn sẽ thấy chữ download app nè. Được chưa? Thì các bạn kích vô. Nó sẽ chuyển đến cái phần này, các bạn kích vào cái chữ Google Play nè. Rồi bấm hủy thì nó sẽ ra ngay cái app này ha. Có một chữ V thôi các bạn. Nó không có ra cái app hồi nãy các bạn nha. Cho nên là các bạn phải lưu ý để không là bị lừa ráng chịu đấy và mất hết cái số AVV hoặc là nó nguy hiểm tới điện thoại thì không biết làm như thế nào nha. Đó. Và cái app này á, nó được cái này ở trên người ta lấy nè. Đó, người ta lấy của nó cái chính thức của nó là thằng kia nó cũng y chang như vậy á. À, mà nó không có chứa quảng cáo các bạn, ở đây không có chứa quảng cáo. Còn kia nó để có chứa quảng cáo. Và cái này nó có 4.6 thôi. Ha. Cho nên là các bạn hãy để ý nha, mình đã chỉ ra rồi mà các bạn quên cài đúng cái app hồi nãy là rất là nguy hiểm nha. Cuối cùng đào y chang luôn nhưng mà cuối cùng không được hưởng gì hết. Nó cho các bạn đào luôn, nó quảng cáo thôi. Mà các bạn không được hưởng gì hết. Được chưa? Không được hưởng gì hết. Còn cái này nó app thật thì sau này các bạn được bán giống như co vậy đó. Được chưa? Thì với mục đích là họ làm gì thì không biết nhưng mà tóm lại là cái app này mới là app chính nè. App này là app chính thống nha. Còn nếu mà các bạn không để ý mà các bạn sớm xa sớm xác thì có gì ráng chịu mình không biết. Đó, thì mình đã hướng dẫn rồi để cho các bạn an toàn đó.
Và cái lượt tải này rất là cao các bạn nha, cái app này nó lượt tải, lượt app nó app thật á, lượt tải nó nhiều lắm. Để xem thử lượt tải của nó nè. Nè, thông tin mới nè. À, lượt tải của nó là trên 100.000 lượt tải xuống nha. Còn cái app giả đâu tới đâu, có ngàn hay nhiêu à. Nên là các bạn lưu ý nha. Rồi. Thì cái cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận tiên các bạn, nó có đường link giới thiệu và đường mã giới thiệu rồi, các bạn kích kích vô là làm được ha. Đây nè. Mình có cái mã giới thiệu này nè các bạn. Được chưa? Và đường link giới thiệu nè, nó đều nằm ở trong mô tả video và bình luận đầu tiên, cho nên các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng cái mã giới thiệu này nha các bạn nhé. Và hãy tranh thủ đang đào ngay đi các bạn, để sau này nó giảm cái tốc độ đi uổng lắm. Biết đâu các bạn đào được 20.000 con mà một con 1 đô thôi cũng được, không phải là 20.000 đô không? Quá tuyệt vời rồi. 20.000 đô đâu có nhỏ đâu các bạn, trong vòng 1 đến 2 năm mà kiếm được nhiêu đó cũng ngon vậy. Hay là 10.000 con cũng được 10.000 đô vậy. 5.000 con cũng được 5.000 đô vậy, đào sớm càng sớm càng tốt nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để khi nào mình cập nhật thông tin mới nhất thì các bạn kịp thời theo dõi nhé. Rồi, xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.